người đến bên mình khi vui chăm nhàng lưu luyến, nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn. Đỡ ta là bên ai qua ghé thăm đôi lần, nhớ chàng tiếng ca cũng là ngày xưa. Đêm nay bên thèm một bóng ai, dình chinh góc giang hồ phiêu linh. Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quanh yêu. Nhìn đây không? Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng, có người ca sĩ khóc đời quanh yêu. Cũng là một cái buổi tối bình thường, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng mà có một người cháu rủ đi uống rượu và sau đó thì đi ăn ở cái bên cạnh cái bưu điện của đường Nguyễn Du. Bưu điện ở kia, ở bên cạnh bưu điện thì có đường Nguyễn Du và có một con miến. Thì đến đó thì người bạn của tôi mới, anh Hiến, anh mới nói rằng là cái khu vực này có một người ca sĩ trước 75 họ hát dạo. Thì tôi mới thì cũng nghe vậy thôi, thì đột nhiên thì khoảng chừng 30 phút sau thì chính cái cô Nguyệt đó, cô xuất hiện. Thì qua câu chuyện hỏi thăm thì mới biết rằng là cô không nhà cửa gì hết, cô bị người chú lừa, theo cô ra ta đấy, thì cô bị người chú lừa lấy mấy cái nhà. Thì tôi mới thương cảm, thì tôi mới nói rằng là thôi bây giờ ngày mai thì tôi tụ họp anh em ở đây rồi rồi cô hát, rồi mọi người sẽ ủy lạo cô một ít tiền cho cái mùa xuân. Thì, rồi sau đó thì tôi mới đưa lên Facebook thì mới có cái buổi ngày hôm nay. Tôi biết tình yêu em rồi, tôi biết tương tư ngày nào. Biết em mà không biết khác là kính chào quý vị và rất cảm ơn quý vị đã đến với kênh Sài Gòn Nhỏ ạ. Thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ Sài Gòn Nhỏ đang đứng ở chân cầu Kiệu. Tết đến xuân về, Tết không khí Tết cũng đã đang thoáng ẩn thoáng hiện ở Sài Gòn. Tuy nhiên thì bên cạnh những sự xung vầy, những sự vui tươi thì vẫn có những người có những cái nỗi buồn. Và hôm nay thì Sài Gòn Nhỏ xin mời quý vị hãy cùng trò chuyện với một nữ ca sĩ trước năm 1975, nhưng hiện tại bây giờ thì cô rơi vào cái bi kịch của cuộc đời. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô ạ. Dạ, con xin chào cô. Dạ, chào con. Cô xin phép cô tên gì ạ? Dạ, cô là tên là ca sĩ Maria Helen Nguyệt. Dạ. Nguyệt Đăng. Dạ, dạ, dạ. Con cảm ơn cô. Bây giờ thì con và cũng như quý vị là rất là muốn nghe cô kể lại những câu chuyện kỷ niệm của ngày xưa, cũng như là cái hoàn cảnh hiện tại của cô hiện tại bây giờ. Rồi, trước năm 75 thì cô làm gì không? Gia đình là ban nhạc con, là Family The Young World, là thế giới trẻ con. Chị lớn là ca sĩ tiếng Nga đó, là đứng thờ nhạc sĩ Thẩm Quánh Chánh ở Rạp Quốc Thanh đó con. Thì chỉ đứng bài đậu bài Nỗi Lòng Người Đi Quanh Bằng con, ba bài Thương Về Miền Đất Lạnh, rồi mới đến bài Còn Tuổi Nào Cho Em, và bài thứ ba là Nỗi Lòng Người Đi Quanh Bằng con. Thì hôm qua đó là mỗi lần chị hát về đó, tạm như cô đã nhập vô tâm mà nhỏ rồi. Lúc đó là 18 tuổi của học trống, 11 tuổi là đi diễn đó con. Cái năm 70 đó, là lúc đó là con 11 tuổi thì diễn 3 ngày ở Rạp Thống Nhất, bây giờ là Xổ Số Kiến Thiết thành phố Hồ Chí Minh đó con, hồi xưa là Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia đó. Thì có được Trung tướng Trần Văn Trung tặng huy chương vàng Đại hội Nhạc Trẻ đó con.
Thì đến năm thứ hai thì 71 thì con 12 tuổi thì chơi ở Thảo Cầm Viên cơ. Hồi xưa chơi những ban nhạc Mỹ có, rồi Philippines, CBC, Rasdok, rồi ba con mèo hồi xưa đó con. Đó, còn ban nhạc con là nhỏ nhất. Đó là 11 tuổi là diễn rồi, 12 cái năm 71 rồi 12 thì diễn ở Thảo Cầm Viên con. Lớn nha. Thì đi lớn là ca sĩ Thúy Nga. Chứ mới đầu là hát nhạc Việt, rồi sau đó Mỹ Hoa đó. Thì ba mới cho học tiếng Anh, tiếng Pháp, thì chỉ hát đoàn tiếng Anh, tiếng Pháp con. Hát những bài Proud Mary, Yes, Beth, Goodbye rồi, Don't Let Me Down con, rồi The House of the Rising Sun là chị của cô đó. Nhưng mà năm 72 chứ, mùa hè đổ lửa, cái năm đó người ta chết vì bệnh ban cua lưỡi trắng và bị thương hàn đó con. Thì phải theo đông y là phải cắt hình con cua ở ngoài sau lưng rồi, nặng máu độc ra mới sống con. Ở nhà lúc đó ba về tỉnh ở đây mấy bà cô ác lắm con, xuống má đem vô bệnh viện Sài Gòn. Mà xưa nhà bà nội là khách sạn Karen có 3 căn rồi con, 52, 54, 56, 3 gian, 4, 8, 12, sau 30 mét một tầng con. Suối đem vô má không biết rành, chứ suối đem vô bệnh viện Sài Gòn. Chứ là trước khi đem vô thì có rước cha lại làm phép, xong chứ khi mà vô bệnh viện thì chỉ nói ở đây ma quỷ không à. Má cho con về nhà đi, mốt con qua Tây á, con mua cái nhà nhỏ cho má với mấy em qua. Chứ tự nhiên khiến chị bạn của chị á, mới vô nói bác ơi, khi nào chị Nga lạnh người thì bác kêu y tá lại tháo nước biển nè. Tại chị con chết sắp vì nước biển, thiệt đúng đó em. Chứ chỉ vừa, chị cung chứ vừa nói xong chứ là tự nhiên chứ là chỉ lạnh lên cho nó nói sao con lạnh người quá má ơi. Chứ mất kêu, má mất kêu cái anh kế của cô là chơi guitar đó con. Chứ lại kêu y tá mà mấy cổ lo chỉnh mở cái đến khi lại là chị bứt tim đi rồi con. Làm lúc đó nhà khóc lắm. Má mà chị chết mà má muốn như là cái người không biết gì luôn con nha. Rồi chỉ mắc là năm làm chỉ chơi được năm 71 và 72 là tháng 9 là chỉ mắc là sát mắc ngày 26 tháng 9. Lúc đó mấy nhạc sĩ đầu rồi có mấy nhạc sĩ ở trường quân nhạc xưa trên Thủ Đức đó con. Đó thì ba có căn nhà ở trên Thủ Đức đối diện với bà cô thứ hai á đó. Còn nhà bà nội thì cách khách sạn Caravan 3 căn. Rồi cô vừa đánh trống vừa hát, lúc đó chị chết đúng 18 tuổi. Thì cô là 13 tuổi con, vừa đánh trống vừa hát. Ban nhạc của cô đó tên gì cô? The Young World, là thế giới trẻ đó con. 8 tuổi học là 11 tuổi là diễn là cô nhỏ nhất đó. Ban nhạc cô nhỏ không à, mấy anh kế cô lại với cách 5 tuổi không à. Chuyện lớn là cách 5 năm, cách lớn hơn cô 5 tuổi. Mà chị giỏi lắm con, chị hát nhạc ngoại quốc hay lắm. Thì cô thì đánh trống, bài trống. Mà những cái gì mà chị hát là cô tiếp thu từ còn nhỏ rồi. Những bài hát mà xưa đó con, đó là cô tiếp thu cho nên là nhiều nhạc sĩ nói cái cô này già không già, trẻ không trẻ mà sao hát nhạc xưa không. Là từ chỉ mà cô nhập tâm đó con, từ nhỏ đã nhập tâm đó. Mà đến chỉ mắc cái là ban nhạc bắt đầu thiếu một người chánh đó con. Chỉ giỏi lắm, vừa đánh đờn guitar hát, còn cô thì vừa đánh trống vừa hát. Chỉ giọng cao, cô giọng trầm, hai chị em hay song ca những bài tình khúc Liêu Liên Phương hay là Mùa Thu Cho Em đó con. Hay lắm, chỉ giỏi lắm mà. Cô học đánh trống thì học thầy, chứ còn học hát học chỉ á, chỉ cô từng ly từng tí một hết. Cô nói rồi, cô đánh trống là cô học trống với ai ạ? À? Học trống ông thầy ở trường quân nhạc là ông thầy Huy Liêu. Và sau đó thì thế nào cô? Sau đó chỉ mắc là ban nhạc một thời gian cũng mà chỉ mắc rồi chứ ba buồn chứ không có đi theo chứ cây bùi xuân chiến sĩ nữa con. Tại chỉ là tay chánh nó cô có 13 tuổi à, chứ không có đi nữa. Thì đùng cái là bắt đầu 72 thì là chỉ mắc, chứ là 73, 74, chứ 75 theo giải phóng vô. Giải phóng vô là ba là dân Tây con. Thì 75 giải phóng, 76 là dân Tây về Tây.
thì đất thì nhà nước vô nó đất của nhà nước, thì ba phải giao nhà ba vừa giao tuần trước thì rồi là một tuần sau là ba chết rồi, làm cô không có đi chơi được rồi. À, tại vì á cái thời cô đó là Mỹ Hoa năm sáu vậy con, thì ba cho học tiếng Anh, không cho học tiếng Pháp, mình thử ra mình có khai sinh Pháp, chứng dân hộ khẩu ở nhà nước đề cô là quốc tịch Pháp chứ không phải Việt, nhưng mà mình không biết Tây mà không biết tiếng Tây, người ta đâu có cho đi, thế là cô bị thua cái đó. Cô có hộ khẩu chứng danh là hạt danh này con, là đề quốc tịch Pháp, cô đưa cho con coi này. Được rồi, một xíu nữa là con sạch cho sau ạ. Rồi, tiếp đi. Bây giờ đến gì quên ạ? Quốc tịch Pháp. À, đó. Chứ thấy vậy chứ mấy anh mới đi vượt biên con. Mấy anh mới đi vượt biên. À, ba mất rồi, má cũng buồn á. Chứ mấy anh nó để mấy anh đi vượt biên qua bển rồi lo cho má với cô đồ đi đó con. À, nhưng mà một anh thì được tàu áo vớt con, một anh thì được tàu anh vớt, còn một anh thì mất tích con, đi dịp nhưng mà mất tích. Nhưng mà mấy ảnh qua bển thì một anh thì có vợ bắt 54, một anh thì có vợ bắt 75, cho nên đi được mà rốt cuộc có vợ vậy chứ vợ cản hết con, cản hết. À, nói bảo lãnh cho má với em đi mà rốt cuộc qua bển vợ cản hết. Lúc đó cô cũng còn tiền, chỉ nhờ bảo lãnh đi cái dạng giống như là mình cho là đi du lịch đi con, là qua bển mình tìm cách ở lại. Không có ngờ hỏi cô sẽ biết kể cô tai nè. Cô cứ xin thuốc tây uống thôi á, mà cản không cho con, rồi lại cũng không làm giấy bảo lãnh cho mẹ với cô đi con, chứ lại coi như là cô thấy vậy nên cô không có liên lạc nữa. Tại vì mình đang lúc gia đình mình khó khăn, mà mấy người anh sợ vợ không có giúp cho mẹ với em. Cái xe buýt làm cô gãy cổ tay thì 14 năm nay hết phát được nữa rồi con. Tại vì cô lỗ xương tới 50%, tại vì bác sĩ biết nói là chắc sanh ra mà không có cho bú vú, sao mà lỗ tới 50%? Cho đúng mẹ sinh ra thì mẹ bệnh không có cho cô bú vú, cô ngoại mới mua sữa bò, ông cậu đấu cho cô bú mà cô bảo bú được y riết rồi, ngoại sợ chết, ngoại bưng xin Chúa cho con đấu nước đường cho cháu con sống, cho Chúa thương cho cô sống con. Cho nên khi cô vô quán phòng trà đó là cô để ý là đứng ngay cái máy lạnh là tự nhiên cô rùng người, với lại là giải phóng vô mà hát những xí nghiệp mai số 9, số 3 đâu đó con, đứng ngay cái máy công nghiệp không chịu nổi tự nhiên nó rùng người con. Lúc đó mình không biết xương, khi mà xin gãy cổ tay vô trung tâm chỉnh hình ông Năm đã đo xương đó con, nó biết loãng xương nặng, loãng xương nặng chứ. Cô chữa ổng nói cái bàn tay này đó giống như là nó muốn xốp xương rồi đó, cô phải uống thuốc đến chết luôn. Và cô phải thay vì người ta uống một thứ là Rocantron của Pháp con, 2 ngày 2 viên một tháng, lúc đó cái hộp chỉ có 150, bây giờ nó hộp lên 160, tháng 2 hộp. Mà cô bị nặng quá, bác sĩ ông cho cái thuốc của Fosamat của Mỹ với con. Một viên này lúc đó có 100, giờ lên 120. Một viên uống một tuần lễ, một tháng uống 4 viên mà. Một viên thì 120 mà. Uống nó con trước khi ăn, sau khi uống sao uống rồi mới được ăn, nửa tiếng sau mới được ăn. Mà con nói phải ngồi thẳng người lên để cho nó, nếu mà cô hơi quẹo kia là cái xương nó giống như là nó méo theo cái đó đó con, nặng lắm. Ông nói nặng lắm, cái này là uống thuốc đến chết. Mà nếu mà
cái tay này nè, ông nói cô nó loãng xương nặng, nó sợ nó không lành vết thương quá. Cô mới ra Đức Mẹ Hòa Bình đó con. Đức Mẹ khóc 29 tháng 10 2005 thì cô bị xe đích làm gãy cô ta là 30 tháng 12 2005. Ngày nào cũng ra đọc kinh, vuốt bờ đá Đức Mẹ chữa cái tay. Từ đó Đức Mẹ cho sách được, nhưng mà cô không dám sách cái tay này, cái tay phải sách. Còn tay này thì mua sợi dây dài đó con, để vô trong là sách cái này thôi. Tại vì ông nói lỡ té đó nha, cô làm ơn cô ngã cái mông đít cô chịu, chứ cô chống lại là không lành vết thương đâu. Bây giờ nó bị xớp rồi. Cô kể cái hành trình tại sao cô lại mất luôn mấy cái căn nhà sau đó nữa, mất nhà hết. Đó là mất cái căn nhà ở bà, ở cách khách sạn Caravan có 3 căn đó con. Là 52, 54, 56, 3 gian, 4, 8, 12, sau 30 mét một tầng con. Là lúc mà là nước 75 giải phóng thì 76 giang tay đi tay. Thì đất nhà nước vô thì nhà nước quản lý đất. Cho nên là phải giao giang tay đi, phải giao nhà. Thì ba vừa giao tuần trước rồi tuần sau, vừa giao tuần trước cái là tuần sau là ba chết rồi ha. Cho nên là ba đứng tên ba giao, cho nên là dầu cô có xin xỏ ta có cho, tại vì người cha đứng chứ phải cô đứng ha. Rồi chứ về bà ngoại ở con, về bà ngoại ở thì cũng đi hát đi gì đó, còn mấy anh thì đi vượt biên rồi ha. Má với cô về ngoại chứ. Ông cậu, ông cũng ác lắm con. Ông thủ trước rồi. Trước giải phóng là ông là với má là cùng mẹ mà khác cha. Mà cha ông thì lúc ngoại thương bạn ở dưới Cần Thơ, Vĩnh Long lên học Mai. Ngoại thấy khó khăn, ngoại cho ở thì không lấy tiền. Chứ cái cô này lại tò tí với lại ông ngoại. Chứ là bỏ đi qua bà chuyển mướn phòng ở đó con. Chứ là ổng cũng đi theo cha ổng nữa. Chứ là xong cho tự nhiên chứ ngoại thấy vậy, ngoại mới kêu về ở đi. Mới có một đứa con đầu lòng thì có chị qua đi về. Chứ bắt đầu đẻ cũng 11, 12 người đó con. Xong chứ ổng mới tính toán con. Lúc đó ổng sửa máy bay xong, ba ta nhất tiền người ta, bắt đầu người ta cấp cho ổng cho ở. Thì ổng về ổng nói láo với bà ngoại, ổng nói là con lập hộ chơ mà người ta dịch hộ và má cho con nửa căn nhà con bán rồi, con vừa dịch dẫn vợ con lên sân bay ở sân bay Tân Sơn Nhất đó con. Chứ ngoại mới hỏi má, mà nói thằng Trọng nó chạy ra giờ con tính làm sao. Má thương bà ngoại, thương má lắm, tại má hiện lành còn ổng. Ông bu mô lắm con, giống tánh cha lắm. Chứ má nói từ giờ ảnh có chỗ ở, và ảnh thiếu nợ thôi, má cho ảnh nửa căn để ảnh trả nợ đi. Chứ để thiếu nợ người ta cũng không có tốt đâu. Má hiền lành như vậy lắm. Chứ ổng kéo vợ con lên xong lại bán nửa căn khúc sau, còn khúc trước là mặt tiền Quỳnh Tĩnh của đó con. Ở thì nhà đó. Chứ hoài à, chứ hoài ở với má nữa. Chứ xong chứ đùng cái sân bay Đà Lạt, là con sẽ giúp chuyển ông qua sân bay Đà Lạt con. Thì cho ông kỳ này 3 mẫu đất với nhà luôn đó. Chứ phát giải phóng vô cái là còn 3 năm thì chuyển ông lên Đà Lạt. Chứ giải phóng vô cứ ông leo lên cái cây khô nào không biết nữa con, như là trồng cây trên người ta có sẵn sao không biết. Chứ nó một ông rớt xuống á khẩu có bà vợ mới dẫn vô bà ngoại nè. Thì lúc đó ngoại mất rồi, má cũng bệnh rồi cũng không còn. Chứ cô giờ có cô, mà cô lúc đó cô còn giải phóng vô thì cô mới có 16 tuổi hả, 15, 16 vậy cô nhớ lúc đó đó. Thì cô còn nhỏ không có rành. Chứ ổng ở được 7-8 tháng rồi, chứ ổng về tự nhiên cho ông bán nguyên căn nhà hết, ông kéo vợ con mà vô nữa, có thể là 14 người. Chứ nói với cô là bị nhà nước lấy, bây giờ cậu về cậu ở với con nha, để con mình cũng tội nghiệp. Thì cô cũng tưởng là ông nói thiệt tình, không ngờ sau khi cô đi hát gặp mấy ông lớn đó con, gặp Mai Quốc Bình nè, chú Trương Tấn Sang nè kia, thì người ta nói là tá tướng mới bị lấy nhà con, còn đại quý trở xuống không bị lấy nhà. Mà ông này với thợ sửa máy bay chứ không có
lo chức quyền gì hết, không có cách thiếu quý trung quý đại quý gì hết. Cho xong cho ổng thủ đoạn lắm mà cô thì mình đâu có nghĩ vậy đâu, ổng giống tánh ba ổng vậy chứ con biết sao. Mà họ đó bỏ ngoại đi mướn nhà mà trở về con trở về quánh ngoại tra tiền, mà ngoại là nuôi má ổng và hai em ổng học thành tài luôn đó. Mà ở bên bà Triểu đó, con ngoại đó còn nhà này là của bà cố để lại, là bà ngoại để cho má, chứ con biết sao. Chứ ổng kéo vô chứ ổng nói là ổng là như vậy đó, là cậu ở với con nha, có cậu có cháu bây giờ bảo vệ nhau nha. Thì cô cũng nghĩ là ổng tốt, không có ngờ cô đi hát mới biết ra là ổng gian xảo. Không biết sao không, ổng đi HO đó con, đi theo tàu Mỹ đi HO đó, bảo lãnh cho ổng đi, nguyên gia đình đi. Thì lúc mà cô đi ở tỉnh, cô đâu có biết đây đi hát ở tỉnh chưa có bị gãy cổ tay, chứ không biết sao. Ổng cho tiền con, ổng gửi về cho tiền hai người lớn tuổi làm chứng gian con. Nghĩa nói là bà ngoại để cho ổng, mà thực sự ra là đã trước giải phóng đã chia nửa căn rồi con. Chứ hai người lớn làm chứng gian xong cho ổng xin hợp thức quá xong rồi, chứ ổng mới đi ổng ủy quyền lại cho hai đứa con gái mà có chồng không đi con. Chứ ba năm sau nó kiếm chuyện nó đuổi cô ra khỏi nhà. Thì cô bị thua là người ta có giấy tờ, còn ông bà sư không có giấy tờ không, bị thua bị lấy nhà. Rồi đúng cái cô bị xe buýt làm gãy cổ tay. Mấy năm đầu cô còn có khả năng muốn vòng vợ con, nhưng mà đến năm 2013 cô không còn khả năng đưa tay gì. Từ cái bệnh lõi xương, chứ cô buồn cái đứa qua bệnh tim con. Bệnh tim xong rồi không biết đi nhiều lắm, đi bộ từ nhà thờ Tân Định đi qua nhà thờ Đức Bà, tới nhà Đức Bà, qua nhà thờ Thiên Nghè, từ Thiên Nghè qua nhà thờ Nguyễn Sĩ. Nói nơi nào được linh là cô đi đến để cầu nguyện, chứ vừa đi vừa bán đó con. Mới đầu không biết bán con. Mới đầu chỉ có ăn với lại muối ở, chứ đến khi mà còn có 1 triệu đồng mà con thì hết. Còn tốt cả đang muốn già thì gặp chị bạn, chỉ có đạo chứ tốt. Tối nay chỉ có bạch kinh nhà thằng Đức Bà đó con, ca 8 giờ tối. Chị mới nói cô bây giờ em về không có chỗ ở là sao đây, chứ đến về em còn như đây mà ai có tiền mướn nhà đó chị ơi. Chết mấy chị ơi, con tính trúng tuốt tự tử rồi. Con thấy không còn cái gì để xin Chúa Đức Mẹ ta tội cho con. Con biết là uống thức tự tử là chết bác lên đồn, mà giống như con bước đường cùng rồi. Tới tiền Đức Chúa cho gặp chị, con ra nhà thần Đức Bà cầu nguyện cho gặp chị. Chị nói thôi bây giờ là chị em nghe, ở đây nè có mấy bà người nẫu người ta bán bánh tráng trộn, trứng cút, xài keo, xài lắc đủ thứ hết con. Hay là bán cái gì nè, bắp xào gì kia tùm lum đó. Nhưng mà em dẫn em đi vô chợ cầm muối mua cốc nè, rồi trứng cút nè, rồi những cái gì mà người ta làm mình bắt chước làm nữa con. Chứ ai ngờ không được con. Đi vô trỏng còn triệu, chỉ nói thôi giờ mua. Cái bà bán đó bây giờ phải mua 300 để bán rồi đi nữa, chứ bảo là con đi về tốn tiền xe lắm. Chứ cô nghe lời cô mua 300 cút cốc xài thì mình đã. Ai ngờ mới bán có ngày thứ nhất rồi con, mới bán được có 70-80 ngàn. Mấy chị em mấy bà nẫu 5-6-7-8 người đến đại dằn mặt con, nói mày biết cái này là của tao bán luôn, mà mày ra đây mày phá, mày có đạo rồi tao mua mày, tao mua từ tao sao. Chứ còn nói đâu còn nói nữa là nếu mà bán lì thì mày biết rồi, mày biết cái lưỡi lam sao đó thì mày biết nha. Cô sợ quá, cô mới lại chị bạn cô nói rồi chứ. Cô cho lấy cái đồ này cho phòng trọ mà cô ở trước cái con, mấy em bé đồ nhà cũng khó khăn. Xong hết giờ đi ra Đức Mẹ ngồi khóc con. Ngồi khóc mẹ ơi, chắc con chết quá mẹ ơi. Con biết là con thức tự tử, con chết mắt linh hồn. Xin Đức Mẹ Chúa thứ tha cho con. Không biết được cùng mà mẹ ơi, cái đức cùng. Cô ở lại cũng mấy giờ sáng luôn, chứ cô mệt quá, cô ngồi cô ngủ cho cô thấy sao mà bánh kẹo xin gom mà cô bán giờ đó con,
bay bay trước mặt cô, rồi bay 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 vòng tròn, bay vòng tròn rồi giống như là xuống trước mặt cô thấy à. Chứ ba đó, ba còn sống, ba hay lắm con. Ba nói khi nào mà con thấy á, mà đang lúc thấy tối như 2-3 giờ sáng con thấy mà con nhìn được mình thức dậy là có thiệt á. Còn như là con thấy rồi mà con ngủ đến sáng cô dậy là ít có thiệt á. Chứ cô mới đi đến chị bạn nói, chứ chị nói chị nghe là chắc đứt mẹ kêu em mua này bán đi, bán cái khác nó không kiếm chuyện mà bán cái đó nó kiếm chuyện, và nó có băng nhóm á nó con. Chứ chị nói bây giờ chị dẫn em đi vô chợ lớn đó con, chỗ gì chợ Bình Tây, chợ lớn con, mua mấy đồ này thì chợ lớn thì nó bán chục chứ không có bán lẻ con. Chứ mua mỗi thứ chục mà mua bánh nách xin gom mấy cái bánh mà để lâu được đó con, chứ mấy cái đồ mà bán kịp là sợ nó móc nó hư là còn chết nữa, giờ còn nhiêu tiền để chị dẫn đi vô mua con, mua bán thì Chúa cho có thấy vậy nó không có tướng chuyện nữa con, mà có cái này nó ế nữa con, tại vì nó ăn cơm ở nhà rồi mấy bé là chủ yếu chơi là ngồi uống nước, hay là nó ăn bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, xài keo, xài lách đồ, trứng cút, nó ăn những cái đồ mà chơi không à, đồ bánh của cô khô lắm, nhưng mà có nhiều bé đó nó thương, nó mua cho cô như tỷ là 8.000 đi thì nó cho thêm 2.000, còn không thì nó không có ăn, nhưng mà nó nói con thấy cô cũng tầm nghiệp năm, con cho cô 5.000 nha, hay là khi cho 10.000 nhé con, mà Chúa nuôi sống qua ngày con. Là từ đó là trước nhất là chỗ chân Đức Mẹ, cái bờ đá tự Đức Mẹ Hòa Bình đó, là chỗ ngủ của cô đó, nhưng mà công an nó cho ngồi, nó không cho nằm, cô ngồi riết đến sáng 5:30 đi vô nhà thờ Đức Bà đi lễ luôn, lễ xong cô mới về nhà thờ Tân Định. Lúc đó còn cha ảnh thì cha ảnh có mấy cái ghế đá vậy con cho người ta ngồi cầu nguyện, thì trưa đó vắng á, có một cái chị bạn đó, chị kêu cô nằm nghỉ chứ ngồi vậy chắc chết gãy xương quá, thì nhất cánh con nhất vô cùng, mỗi lần nhất là dâng lên Chúa hết rồi tin giả, Chúa ơi con tội lỗi mà Chúa chịu chết gì con, xin Chúa cho cái đau này con dâng lên Chúa để tin giả. Cha dạy là vậy Chúa mới thương, còn mình cứ trách, nhiều người trách là nói Chúa này nọ thì Chúa không có thương đâu. Cô dừng lên Chúa vậy mà mỗi lần cô dừng lên tự nhiên Chúa cho bớt đau đúng không, không biết lạ luôn. Xong chưa đến khi mà người ta biểu tình đó con, bắt đầu công an nó không cho ở đó nữa, chứ cô mới 3 giờ sáng cô mới hồi đó là cô đi bộ đi về không, mà đến khi mà nó giãn tinh mạch nè con, nó xưng cục máu rồi sao bệnh tim sao nó giãn tinh mạch, xưng cục máu rồi sao khớp nè con. Chứ ông bác sĩ bé kia là 3 giờ sáng nó ra đọc kinh với cô, cho nó thấy bữa đó, cô nói hôm nay cô ngồi nha con, cô đứng không nổi đau quá rồi, chứ sầm trên nó rời tráng cô, thấy cô sốt, cô nói sốt quá con, mà cái chân này nó sưng quá rồi con, chứ bé sáng nó đi nhà nó nói sáng 8 giờ con ra, con chở cô vô trung tâm chỉnh hình quân tâm coi như thế nào. Thì sáng bé ra chở cô bệnh viện thì bác sĩ nói trời ơi cái chân cục máu bự vậy nè con, bự lắm nè, tại sao mà không đi rút máu, tại sao mà để gì mà dữ vậy, ở chút nó loang ra khớp trước là cô viêm khớp, cô có biết không, cô rút máu thì chỉ có 5 triệu à, mà cái khớp pinox là 80 triệu cái khớp, mà hai khớp là 160 triệu, sao cô có tiền chứ, thẩm bán trước một tuần lễ là 500.000 thôi, bé nó trả cho cô, mà ổng nó không hết là phải đi rút máu nha, không là hư khớp, chứ không có tiền con, chứ con không dám xin ai hết, chỉ nói với Chúa cho thì con rút máu rồi Chúa cho thì Chúa chữa cho con, không muốn rồi. Con hiểu rồi. Bây giờ là cái nữa là con cũng không có lập gia đình luôn hả? Dạ không, tại vì cứ chờ đi biết mong Chúa cho cha Tây nào về, nhờ cha Tây dẫn vô cha Tây nói chuyện đó con. Cha Tây người bác mà chờ đợi sao không thấy có khi cha về mà cô không có đó, tại ta đuổi phải đi về bên Hai Bà Trưng con rồi
cho cô nói giờ nếu Chúa thương con thì Chúa cho con trúng một tấm vé số đủ. Trên năm 2013, năm 2005 cô bị gãy cổ tay thì bắt đầu là khó khăn rồi. Đến 2013 là hết tiền, đã ở ngoài đường rồi con. Chỉ nói trời ơi sao lúc có tiền tại sao không có mời luật sư Tây, trong tòa đi sư pháp nó có luật sư Tây đó con. Thì người ta, mình có khai sanh pháp thì người ta biết cách, người ta nói chính phủ pháp với tổng lãnh sự pháp là mình là dân Tây của họ, nhưng mà tại vì thờ của người cha cho mình học tiếng Anh cho nên tiếng Pháp mình không biết. Nếu như tỷ mình đúng 18 tuổi mà mình bỏ thì ta không cho đi nữa này, mình không có bỏ mà do người cha cho học tiếng Anh nên tiếng Pháp mình không biết thôi. Thì bây giờ chính phủ sẽ cho mình hồi hương về Tây, không có tốn tiền. Mà như cô bệnh thì bà chỉ nói là mỗi tháng cho được 800 euro con. Rồi người ta lo thuốc từ A đến Z, chỉ nói rồi mình không có nhà người ta cấp ở dưỡng lão con. Nhưng mà lúc có tiền thì không ai về, đến 2013 là để cô tai là nghèo rồi con. Mà chỉ người nói anh, vậy. Người anh của cô đến bây giờ cũng không đi tìm lại cô luôn. Không rồi. Không nữa. Tại không tốt, cô cắt điện thoại luôn. Cô bỏ cái sim luôn. Còn có dạ, đó, vậy đó con. Bây giờ Tết đến xuân về rồi thì cô có mong muốn như thế nào với cái cuộc sống của cô không cô? Dạ, hồi đó cô ao ước Chúa cha mà một quý nhân rồi con được mà mướn cái phòng ở cô vui lắm. Tại vì cô biết không, nhiều khi mình đi bán tối 3 giờ sáng mới về trên cầu kiệu ngủ rồi. Nhiều khi mình bệnh á, mình bệnh mình không đi bán thì mình cứ ngồi riết con, không được nằm. Đợi 3 giờ sáng mới ra trên kèm nghĩa nằm. Cho nên ao ước như vậy là Chúa cha chúng bao nhiêu cái số 5.000 đô để trả công cho tiền luật sư Tây đó con. Nó mới làm cái giấy để cho trình lên chính phủ Pháp mà là tổng lãnh sự Pháp thì ta mới cho mình đi con. Cô ao ước thứ hai cái à, nếu Chúa cho đi thì nhờ quý Chúa cha tấm chúng tấm vé số. Còn nếu Chúa muốn mình ở đây thì Chúa cha quý nhân giúp cho mình có cái phòng mình ở không. Còn không, cái thứ ba không biết không, cô xin Chúa thứ ba mà hai cái kia không được, Chúa cho con đau dây chết giờ thôi, đừng làm phiền ai. Cô xin vậy đó con, tại vì nhiều cái quá mệt mỏi quá sức rồi. Cảm ơn con. Lúc là con sinh xe mình có pháp là con một ngày uống một viên, là một tiết này là 60.000 uống một cái này con, rồi uống Rocantron lúc lão sư của pháp ngày hai viên, rồi làm một ngày là làm một cái đó còn học là uống nửa tháng thì 160 con, còn mới thì chỉ có 150 à, rồi Cosmat của Mỹ hồi đó có 100 bây giờ lên 100 con. Qua đây rất là mong quý vị nếu có những cái lòng hảo tâm thì xin hãy gọi cho cô hoặc là liên hệ với cô theo số điện thoại mà chương trình đã ghi ở bên dưới. Đến đây thì chương trình đến đây thì Sài Gòn Nhỏ cũng xin được nói lời chào tạm biệt và xin kính chúc quý vị có một năm mới thật nhiều niềm vui và an khang thịnh vượng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.